vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thanh này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thể chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh trơn Điên tập minh tâm thời gian ngày hai mươi lăm tháng hai năm hai nghìn mười một địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu tập 303 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 354 Hàng thứ ba đếm từ dưới lên Chúng ta bắt đầu xem từ câu cuối cùng Thử lục độ Nãi Bồ Tát cứu cánh Tự tha kim lợi chi đại hành Năng đáo niết bàn bỉ ngại Câu này nói rõ Đức Phật Đưa ra Sáu khoa một này Chính là lục ba la mật Sáu khoa một này Là Bồ Tát Bồ Tát trong quốc độ Của tất cả chư Phật Trong mười phương ba đậm Chứ không riêng ai Tất cả đều thành tựu lục độ này Họ đều đạt đến cứu cánh Tự lợi và lợi tha Chúng ta phân khai ra đọc mọi người sẽ rõ ràng hơn Cứu cánh tự lợi và cứu cánh lợi tha Đây là đại hạnh của chư Phật Bồ Tát có thể giúp chính mình đạt được Niết bàn bỉ ngạn Đây chính là chứng được quả vị Phật Cửu canh viên mạng Cũng có thể giúp người khác đạt được Niết bàn bỉ ngạn Lời này nói quá tuyệt Trong Phật Pháp Đại Thừa Chúng ta cần phải biết không những lục đạo là mang bệnh Mà tất cả chúng sanh trong lục đạo Đều là mang bệnh Đến tử thánh pháp giới Họ cũng không phải mạnh khỏe thật sự Toàn là người bệnh Nên Đức Phật là Đại Y Dương Trong kinh Đức Phật thường nói Phật dùng thuốc gì để trị bệnh cho mọi người Chính là dùng thập thiện Tam quy Ngộ giới Hợp giới Lục ba la mật Đây là phương thuốc của Phật Là liều thuộc Pháp Pháp trị liệu của y học trên thế gian Dù có hay Bác sĩ dù tài giỏi đến đâu thì trị bệnh cũng chỉ có thể trị ngọn Không thể trị gốc Trị gốc là sao? Liễu sanh thoát tử ra khỏi tam giới Đây mới gọi là trị gốc Chỉ có Phật mới có thể trị gốc Phật Pháp là gốc ngọn đều trị Quý vị xem Bồ Tát tu lục đồ Điều kiện cơ bản ở trước đã nói Tại sao chúng ta không tu được đương nhiên là tu không thành vì sao vì không đủ điều kiện cơ bản điều kiện cơ bản là diễn ly bốn tướng tu tất cả thiện pháp tất cả thiện pháp chính là lục độ lục độ chính là tất cả thiện pháp chúng ta chưa rời tử tưởng Thực tế thì tịnh độ tông có phương pháp rất tuyệt diệu Nhưng người tin quá ít Người không tin lại nhiều Tuyệt diệu của tịnh độ tông ở chỗ nào? Tuyệt diệu ở cầu Nam Mô A Di Đà Phật Câu Phật hiệu này ở trước chúng tôi giảng rất nhiều Nói rất tương tận Câu Phật hiệu này triển khai ra Chính là 48 nguyện Triển khai 48 nguyện Chính là Kinh Vô Lượng Thọ Triển khai Kinh Vô Lượng Thọ Chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Triển khai Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Chính là Vô Tận Pháp Môn Mà tất cả chư Phật Trong ba đời mười phương đã nói Đem nó rút gọn lại thành một câu Phật hiệu Ta chỉ cần niệm câu danh hiệu Phật này Chính là đã tu hết vô lượng Vô biên vô tận vô số pháp môn Mà tất cả chư Phật Trong mười phương ba đời đã nói Không sót pháp môn nào Như vậy mà không tuyệt diệu sao Quả tuyệt diệu Ai tin điều này đáng tiếc là không ai tin Người tin điều này phước báo rất lớn Người tin tưởng sẽ niệm rốt ráo câu Phật hiệu này Tôi dạy người khác còn thêm một bộ kinh Vì sao còn thêm một bộ kinh? Vì lòng tin chưa đủ Chưa hoàn toàn tin tưởng kinh vô lượng thọ cũng không sao Trình độ tin tưởng chưa đủ Tôi dạy quý vị đọc kinh Đọc kinh giúp quý vị chánh tỉnh Giúp kiên định nguyện vọng Cầu sanh tìm độ Quý vị nên biết thế giới cực lạc rất di diệu ở đó không có thiên tai Là môi trường tu học tốt nhất Trong biển pháp giới hư không dẫn. Đức Thế Tôn thuyết pháp suốt 49 năm Nhưng chưa từng nghe Ngài nói Thế giới cực là có đau bệnh Có người bị bệnh Chưa từng nghe qua Thế giới cực lạ có người chết Cũng chưa từng nghe qua Không có đau bệnh Không có tử vong Ở sau sẽ nói đến Đàm Loan Pháp Sư Giới thiệu cho chúng ta 17 loại y báo trang nghiêm tám loại chánh báo của thế giới cực lạ Những điều này chúng ta đều phải biết rõ ràng Vì sao ta niệm Phật a di đà Vì sao cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạ Thì sẽ hiểu Trước tiên là chính mình hiểu Chính mình chưa hiểu sẽ sinh ra tham luyến thế gian này Không buông bỏ được Không có gì khác ngoài tham luyến và tình chấp Diễn ly bốn tướng Su lục độ này là đúng Chúng ta dùng phương pháp gì Để buông bỏ bốn tướng này Tôi nói với quý vị Chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật Là có thể buông bỏ Thật sự y theo phương pháp Của Bồ Tát Đại Thế Chỉ Đô nhiếp lục căng Tình niệm tương tục Niệm liên tục năm ba năm Tự nhiên Sẽ buông bỏ buồn tư Không nghĩ đến buông bỏ Không cố ý buông bỏ nó Nhưng tự nhiên buông bỏ Không còn nữa Trong lòng không còn nghĩ đến ta Phước báo của ta Bệnh tật của ta Hưng thể của ta Không còn nghĩ đến những điều này nữa Vì sao? Hoàn toàn nghĩ đến Phật a di đà Những thứ tạp loạn này Tất cả đều không còn Trong tâm chỉ có Phật a di đà Phật a di đà là toàn bộ tâm niệm của ta Đây chính là thật sự Để Phật a di đà trong lòng những thứ khác đều như mây, như khói. Như vậy là đồng tâm giúp Phật A-di-đà. Đồng bộ kinh này, đọc 48 nguyện là đồng nguyện giúp Phật A-di-đà. Đồng tâm đồng nguyện thì làm gì có chuyện không giảng sanh? Cảnh giới giảng sanh tuyệt đội không phải ở cõi đồng cư, cũng không ở cõi phương tiện mà trực tiếp sanh vào khỏi thật bảo trang nghiêm đây là điều mà ngay trong đời này chúng ta có thể làm được vậy tại sao không làm không cần thời gian quá dài năm ba năm đến mười năm nhất định có thể làm được Nếu thật sự làm đại nguyện này Cứ nhắm theo một phương hướng Một mục tiêu mà đi lên Như vậy thì Phật A-di-đà Ngày ngày đều ở bên cạnh chúng ta Ngài quan tâm đến chúng ta Chư Phật như lai hộ niệm Thiên Long Thiện Thần gia hộ Là việc tốt nhất Trong thế suốt thế gian Tại sao lại không cần chỉ muốn suốt ngày suy nghĩ này kia Còn tự cho là đúng Như vậy là sai Bồ Tát tự hành thử pháp Việc dị Thự giáo đạo lợi ích chúng sanh Triển khai lục độ chính là 8.400 pháp môn Là vô lượng pháp môn Nếu hoàn toàn từ trong Pháp Đại Thừa để nói về bố thí Thì bố thí là buông bỏ Phải buông bỏ tham sân si mà nghi Buông bỏ vọng tưởng tập khí Điều này trong Pháp Đại Thừa gọi là Pháp Hợp Tức là Pháp và Đại Thừa hợp lại Giới luật Chính là Oai nghi hữu tắc Mà hiền thủ quốc sư Nói trong tự đức Trì giới là gì? Là làm tấm gương tốt nhất Để người noi theo Cởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Đều làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh Tấm gương gì? Gương của Bồ Tát Gương của người tu hành chân chắn Nhẫn nhục chính là Lòng nhẫn nại Kiên trì vĩnh viễn không biến chất Vĩnh viễn không thay đổi Vĩnh viễn không mất đi Tinh tấn tinh là thuần mà không tạp chỉ có một phương hướng một mục tiêu một môn thâm nhập quân tu lâu dài chính là tinh tấn một môn thâm nhập là tinh quân tu lâu dài là tấn thiên định là tâm không tạp niệm tâm thanh tịnh luôn hiện tiền như vậy trí huệ sẽ khai mở trí tuệ mới thật sự là chánh pháp cựu trú bắt đầu thực hành ngay từ bản thân chánh pháp của chính mình cựu trú chánh pháp của mình và chánh pháp của như lai là một không phải hai như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh đây là trí tuệ khởi tác dụng nên nói Bồ Tát tự hành trì Pháp này Và cũng lấy Pháp này để giáo hóa lợi ích chúng sanh Cố tục dân giáo hóa an lập chúng sanh Hội sơ giải thích Dĩ đạo Thọ tha di dạo Đem con đường thành Phật Để truyền thụ cho tha nhân Gọi là giáo Chuyện ác thành thiện Di hòa Thầy dạy chúng ta Dạy rồi Mà chúng ta đã quá chưa Nên Chúng ta thường nói giáo dục Dạy học Nhà Phật gọi là giáo hóa Giáo hóa ý nghĩa rất thâm sâu Giáo mà không hóa Tức không có nhận được hiệu quả Hóa chính là chuyển ác thành thiện Chuyển tà thành chánh Chuyển phàm thành thánh Thật sự có thay đổi như vậy công đức của giáo đã xuất hiện tại sao chúng ta hàng ngày học mà vẫn không có thay đổi có thay đổi nhưng không phải thay đổi theo phương hướng tốt mà thay đổi theo hướng xấu Càng thay đổi thì càng xa đi Nguyên nhân gì vậy? Chưa xa rời bổn tướng Nên không thể thay đổi như chư Bồ Tát a là la hán thành Bồ Tát Bồ Tát thành Phật Đó là thay đổi theo chiều hướng tốt Vấn đề của chúng ta là Chưa buông bỏ chưa buông bỏ bản ngã Chưa buông bỏ cái đối lập Chưa buông bỏ mâu thuẫn Chưa buông bỏ xung đột Cho nên học cách nào Cũng không học được như các vị Bồ Tát nên chúng ta từ diễn Ly bốn tương mà suy rộng ra buông bỏ tự ngã buông bỏ đối lập buông bỏ mâu thuẫn buông bỏ xung đột thật sự khẳng định nhận biết biến pháp giới hư không giới gia mình là nhất thể lão tự nói trời đất với ta đồng căng Giản vật với ta là một thể gần gũi với tất cả chúng sanh tương thân tương ái quan tâm và thương yêu chúng sanh rất tự nhiên quan tâm tất cả chúng sanh toàn tâm toàn ý giúp chúng sanh đây là bồ tát hạnh Nên mới có thể chuyển Chuyển ác thành thiện Chuyển mê thành ngộ Chuyển ta thành chánh Chuyển phàm thành thánh Mới có thể chuyển được Không như vậy thì không sao chuyển được Dẫn đạo chúng sanh an trụ chánh đạo Nếu có người trên quả địa cầu này ngày nay Mỗi người đều an trú vào kinh vô lượng thọ An trú vào Phật A-di-đà Thì không có thiên tai nào hết Thân thể bất luận có bệnh tật gì Bệnh ung thư, bệnh không trị được Tự nhiên nó sẽ lành Phục hồi như thường Điều này trong kinh di giáo Phật nói Chế tâm một chỗ Không việc gì không làm được Ở trước chúng ta có đọc đến Chỉ tâm một chỗ Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với kinh di giáo nguồn trang 351, hàng thứ hai từ dưới điểm lên có câu: "Chỉ tâm Nhật sự." Tâm chúng ta hiện nay là tâm tán loạn. Từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, chỉ tâm nhất xứ là gì? Tôi dừng lại ở nơi Phật A Di Đà, suy nghĩ hay khởi tâm động niệm. Toàn là Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra thì không có gì nữa. Như vậy gọi là chỉ tâm một chỗ. Cái ta không còn, ta chính là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà chính là ta. được như vậy thì không có gì chẳng làm được những gì Phật A Di Đà làm được thì ta cũng làm được Bộ kinh vô lượng thọ này nói gì chẳng phải đang nói chính mình đó sao không hề nói đến người khác đây là thật không phải giả Cho nên dẫn dắt chúng sanh an trú vào trong chánh đạo Kiến lập đại tâm Đại tâm chính là kinh đại thừa vô lượng thọ Chính là Nam Mô A Di Đà Phật Đấy gọi là an trụ An là bình an là bình đẳng an trụ an là diễn diễn không có thiên tai không có nguy hiểm cái đại sĩ dĩ lục độ giáo đạo giữ nhiếp thọ chúng sanh sử chi chuyện ác thành thiện phát khởi đại tình Kiến lập đại tâm chính là phát tâm đại bồ đề Phát tâm cầu sanh tiền độ Phát tâm thân cận Phật Di Đà Tức là an trụ chánh đạo Kinh vô lượng thọ chính là chánh đạo Thử đạo phi thị tiểu đạo Cái gì vô thượng chân chánh chi đạo Vô thượng giả Vô hữu cánh năng thắng Qua chi giả Trong Phật Pháp đạt để đỉnh cao Thì không có gì cao hơn điều này Đây là điều không thể không biết Không tìm được phương pháp cao hơn nữa phương pháp này đức thế tôn và tất cả chư phật như lai giới thiệu cho chúng ta từ một ngày cho đến bảy ngày là thành công quý vị tìm xem phương pháp nào có thể khiến ta thành công Trong vòng từ một ngày cho đến bảy ngày Bậc thượng thượng căn Một ngày sẽ thành công Người độn căn Bảy ngày cũng có thể thành công Có phương pháp nào cao hơn phương pháp này chăng? Có phương pháp nào chắc chắn hơn phương pháp này chăng? Có phương pháp nào dễ dàng hơn phương pháp này chăng? không tìm thấy càng thù thắng thì càng dễ pháp xuất thế gian như vậy pháp thế gian cũng như vậy ở Trung Quốc gốc rễ lớn của học thuật Trung Quốc có bộ kinh gọi là kinh dịch kinh dịch là căn bản của học thuật Trung Quốc nhưng cũng dễ không khó pháp xuất thế gian phạm phú thành phật cũng dễ cũng có một bộ kinh dịch kinh dịch này là gì chính là kinh vô lượng thọ dễ hơn nữa là tiểu bổn kinh a di đà cũng là kinh dịch từ thời ngài huệ diễn đại sư đến nay đi theo kinh a di đà tu hành giảng sanh chứng quả không biết bao nhiêu người Người y theo kinh vô lượng thọ không nhiều Vì sao? Kinh vô lượng thọ chưa có bản hay Xem hết năm bản thì quá phiền phức Nên mọi người đều học kinh A-di-đà Kinh A-di-đà Nhất là được sứ sao của Liên Trì Đại Sư Yếu dạy của ngẫu Ích Đại Sư Là đầy đủ rồi Đại sư Liên trì và Đại sư Ngẫu Ích Thật sự đã nói ra hết tinh túy của kinh Di Đà. Những điều này trước đây chúng ta đã học, không chỉ học một lần. Cho nên con đường này là con đường chân chánh vô thượng chúng ta ngày nay cầm được trên tay mà cũng không biết không nhận ra giá trị của nó thật đáng tiếc con đường chân chắn vô thượng đang ở trong tay mà cứ đi cầu bàn môn tả đạo như vậy có tiêu đời hay không như vậy là sao chứng tỏ chúng ta chưa đủ lòng tin vì sao lòng tin không đủ không nhận ra chân giá trị Cứ cho rằng có con đường khác tốt hơn Con đường khác có thể giúp ta thành tựu. Về việc này Liên trì đại sư đã nói rất hay Ngài nói Tịnh độ tâm chánh và phụ song tu Niệm Phật A-di-đà là chánh tu Vậy dùng điều gì để làm trợ tu Vẫn là dùng cách niệm Phật A-di-đà để là trợ tu Liên trì đại sư nói Chánh và phụ đều là Phật A-di-đà Không nên đi tìm cái gì khác nữa Nói rất hay Ngài nói rất tuyệt diệu Trong tịnh độ luận chú nói Vô thượng giả Thử đạo cung lý tận tánh cánh vô quá già lý người bây giờ gọi là chân lý cung lý cung là đạt đến cứu cánh đối với lý này đã đạt đến cứu cánh tánh tánh cũng là lý tánh là bổn tánh là chân như tự tánh tận tánh ta chứng không phải là cục bộ không phải là tiếng diện những gì ta chứng được là toàn thể của tự tánh. Đây gọi là cùng lý tận tánh. Cánh vô quá giả, tức là có muốn vượt qua nó cũng không có. Không có gì có thể vượt qua. Phật Phật đạo đồng. Bồ Tát chứng được diệu giá gì? Chính là cảnh giới này. Cùng lý tận tánh. Là quả vị diệu gia dạ. Người chứng được quả vị này Trú ở đâu Trú ở thường tịch quài Không phải ở cõi thật báo trang nghiêm Cùng lý tận tánh Trong cõi thật báo trang nghiêm Chưa được viên mà còn thiếu một chút thật sự đến cứu cánh viên mạng cánh dù quá giả họ chính là diệu giá cực quả mà trong kinh hoa nghiêm nói là quả vị cứu cánh họ không ở cõi thật bảo mà ở cõi thường tịch quan cõi thật báo cũng không thấy nữa bồ tát trong cõi thật báo là pháp thân bồ tát chỉ có tập khí vô thị vô minh tồn tại ngoài ra không có gì cả họ cần sự giúp đỡ của diệu giác Phật hòa Có ý niệm này Đó chính là cảm Thì như lai trong cõi thường tịch quan liền có ứng Ứng như thế nào? Ứng là nhất định hiện cõi báo Hiện thân pháp tánh Cõi pháp tánh Hòa quan đồng trần với họ làm tấm gương cho họ tu học Đây là Pháp thân đại sĩ trong quại báo Trên cảm ứng đạo giao với chư Phật Dưới không cần phải nói Là cảm ứng với chúng sanh trong mười Pháp giới Chúng sanh có cảm phật bồ tát liền có ứng đạo lý cảm ứng hiện tượng cảm ứng phương tiện thiện xảo cảm ứng chúng ta không sao nghĩ lường được không cách nào tưởng tượng không sao nói được Chúng sanh trong Pháp giới di trần có cảm. Các ngài có ứng không? dẫn ứng như thường. Các ngài ứng trong di trần Pháp giới. Di diệu duyên dung đến cùng cực. Những thông tin này, trong bộ kinh này nói lộ rãi, ý nghĩa của bộ kinh này rộng sâu vô cùng tận không có tương tận chính là tự tánh đương nhân đương nhân là gì là tự tánh của chính chúng ta do tâm tánh của phật di đà biến hiện ra cũng chính là tâm tánh của chính chúng ta biến hiện ra. Tự tánh của chúng ta với tự tánh của Phật A Di Đà là một, không phải hai. Học đại thừa, học Tịnh độ mà không có nhận biết này thì không thể đi sâu vào cảnh giới được. Hữu qua Nghiêm Đại Sớ Sao Chính là sớ sao của Ngài Thanh Vương quyển thứ 13 Thuyết Vô hữu năng quá giả Cố hiệu gì vô thường Đặc biệt giải thích như thế nào gọi là vô thường Không có gì có thể vượt qua Nó đã đến đỉnh điểm Nên gọi là vô thường Chân giả, chân thật vô mê vô vọng không đơn giản như thế nào gọi là chân thật là không mê hoàn toàn giác ngộ là chân Tuyệt đối không còn hư vọng Tức là thật Chánh giả Ư lý vô sai dứt chân Chân lý mà ta nhìn thấy Không sai lầm Không thiên lệ Gọi là chân hữu vô tà vô khúc diệt chánh trong này không có tà dạy gọi là chánh hữu thiền môn giải chánh pháp nhãn tạng trung chi chánh từ viết chánh giả thì Phật tâm chi đức danh Giải thích này càng có ý nghĩa hơn nữa Như thế nào là chánh Chánh là Phật tâm Thử tâm trì kiện chánh Pháp Của dân chánh Pháp nhà Thấy chánh Pháp không phải là nhục nhã Không phải là nhãn thức Không phải là ý thức Cũng không phải a lại gia Chúng ta đều không nhìn thấy Là chân như tự tâm Phật tâm chính là tâm giác Là bổn giác của chúng ta trong đại thừa khởi tín luận bồ tát mã minh nói bản giác bổn hữu bất giác bổn vô À là gia là bất giác nói cách khác ta tri tà kiến dụng không có Mê vọng ta vậy Trong tự tánh Cũng không có Những thứ này Là thứ thuộc về A Lại Gia Không liên quan đến tự tánh Chúng ta mê Nhưng mê ở đâu Mê ở chỗ có tự tánh Mà không biết dùng Hoàn toàn để A Lại Gia làm chủ a la gia sắp đặt chúng ta trong lục đạo luân hồi và luôn chuyển theo nó tự tánh được ví như chủ nhân a la gia được ví như người làm trong nhà bây giờ đã hoàn toàn điên đạo người ở trở thành làm chủ nó sắp đặt lục đạo rồi kêu chủ nhân đến đó Thật sự là như vậy Chủ nhân là thật Người hầu là giả Chúng ta đã sai một cách kỳ quặc Không có giáo huấn của Phật Bồ Tát Thì chúng ta diễn diễn là mê mà không gian Chư Phật Bồ Tát đánh thức dậy Chúng ta mới biết chân tướng sự thật Tuy biết chân tướng sự thật Nhưng người ở làm chủ đã quen Nên hình như ngay lập tức chưa thể thay chuyển được Đây chính là Vì sao học nhiều năm như vậy Mà tập khí này vẫn không thay đổi Đạo lý là ở chỗ này Làm ừ. sao? Biện pháp duy nhất Chính là chúng ta quân tập Thời gian quân tập chánh pháp Quá ngắn Sức mạnh quá yếu Nghe lời nô tỳ quá lâu nên cho rằng họ mới thật là chủ nhân Có người nói với chúng ta Nghe rồi nhưng không tin Nên không thay đổi Nên vẫn cứ nghe chỉ huy của nô tỳ Nghe theo sắp xếp Và chịu sự không chế của nó là như lai gọi là người đáng thương mình vốn là một vị phật tại sao lại trở thành như vậy quý vị thử nghĩ xem như vậy không đáng thương sao khi nào mới tỉnh lại điều này phải nhờ vào sự quân tu lâu dài từ từ phải nên hiểu rõ ràng minh bạch nếu thật sự đã thấu trị sẽ hoàn toàn thay đổi nói cách khác triệt kiến chánh pháp triệt kiến chánh pháp tông môn gọi là Minh tâm kiến tánh Chưa thật sự thay đổi Thì không được Đây gọi là chánh pháp nhãn. Giáo môn cũng gọi là chánh pháp nhãn, tông môn gọi là chánh pháp nhãn tạng cũng cùng một ý nghĩa. Đạo bên dưới giải thích chữ đạo này. Đạo có hai nghĩa. Thứ nhất năng thông di nghĩa. Giống như con đường của chúng ta Đạo lộ nghĩa là có thể thông Từ khu đất A thông đến khu đất B Từ khu đất B thông đến khu đất C Đạo lộ Có nghĩa là dẫn dắt Chúng ta từ phàm phu Có thể thông đến Bồ Tát từ Bồ Tát có thể thông đến Phật Đây cũng gọi là Đạo Câu xá luận nhị thập ngũ dân Đạo nghĩa dân hà Chữ đạo này có nghĩa là gì? Vị Niết Bàn Lộn Thừa Thử Năng Giảng Niết Bàn Thành cuộc Niết Bàn Thành là ví dụ Con đường Niết Bàn là đường gì? Là Phật Đạo Là con đường thành Phật Đi theo con đường này thì nhất định sẽ đến Niết Bàn Thành Nghĩa là ta nhất định có thể chứng được Đại Bác Niết Bàn Đại Bác Niết Bàn là thành Phật Tiểu Niết Bàn là thành a la hán Tịnh Tông là con đường lớn Con đường này ở đâu? Chính là một câu danh hiệu Sáu chữ hồng danh Quý vị cần nên hiểu Trong sáu chữ hồng danh Hàm nhiếp Viên mãn Bồ Tát Đạo Cũng chính là những điều Bồ Tát cần tu Đều có đủ trong đó Nhất tâm chuyên tu Không có tạp niệm Giống như Bồ Tát Đại Thế Chí nói Đô nhiếp lục căng Đô nhiếp lục căng chính là buông bỏ dạng duyên Tịnh niệm tương tục Chính là một câu Phật hiệu Trong câu Phật hiệu này cần phải tịnh Dùng tâm thanh tịnh Tính là gì không có hoài nghi Không có sen tạp Có hoài nghi Là lòng tin không chính có sen tạp là hoàn toàn phá hoại công phu niệm phật của mình vì sao ta niệm phật mục đích niệm phật của ta là gì mục đích niệm phật là hy vọng thông đến niết bàn thành tạp niệm sen vào thì niết bàn thành không thể đến được công phu hoàn toàn bị nó phá hoại cho nên không được có tạp niệm không được có hoài nghi nên thâm nhập một môn quân tu lâu dài điều này mới thật sự giúp chúng ta nên dứt bỏ ý niệm hoài nghi và lo lắng dứt bỏ tạp niệm ta muội liền hiện tiền đây gọi là niệm phật ta muội niệm phật ta muội cũng gọi là nhất tâm bất loạn công phu sâu cạn bất động tịnh độ tông nói đến ba đẳng cấp sưởng phẩm lý nhất tâm bất loạn Trung phẩm sự nhất tâm bất loạn Xá phẩm gọi là công phu thành phiền Trong mỗi cấp bậc Lại phân ra rất nhiều cấp bậc khác nhau độc tụng kim vô lượng thọ và nhất tâm niệm phật sẽ giúp ta nâng cao cấp bậc này không ngừng nâng cao nếu bốn tướng chưa buông bỏ mà bị bên ngoài mê hoặc sẽ rất dễ bị thoái tâm Tâm rất dễ thay đổi Lại đi vào dòng của danh văn lợi dưỡng Lại lẫn quẩn trong các pháp thế gian Như vậy thì thật đáng tiếc Nói cách khác Chúng ta lại trở về trong luân hồi lục đạo bị lạc mất con đường miết bàn trong hoa nghiêm sớ sao nói con đường thông đến quả vị phật gọi là đạo nghĩa thứ hai niết bàn chi thể bài trừ chư chướng vô ngại tự tại vị chi đẳng cách nói này cũng rất hay thể của niết bàn tự thể của niết bàn là vô ngại tự tại nó không có chướng ngại nhưng bây giờ đã có chướng ngại chướng ngại gì có ba loại phiền não chứ vô minh phiền não kiến tư phiền não trần sa phiền não trong kinh Hoa Nghiêm đổi danh từ Gọi là vọng tưởng Phân biệt chấp trước Vọng tưởng chính là vô minh phiền não Phân biệt chính là trần sa phiền não Chấp trước chính là kiến tư phiền não Mỗi loại đều là Vô lượng vô biên Nói không cùng tận Những tập khí phiền não này Trong tự tánh hoàn toàn không có Nên nói thể của Niết Bàn không có phiền não Chúng ta buông bỏ hết những phiền não này thì thể của Niết Bàn liền xuất hiện Nó sẽ hiện tiền Thể của Niết Bàn Ngôn ngữ của chúng ta không cách nào diễn tả hết được Không nói ra được Tâm tư chúng ta không cách nào nghĩ ra được Không thể nào nghĩ đến được đây là thật thể của niết bàn trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ dạng hữu từ xưa đến nay các nhà khoa học đều nghiên cứu cho đến bây giờ cũng không thể nói ra được. Bản thể rốt cuộc là gì? Có rất nhiều cách nói, nhưng đều không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Chỉ có trong kinh điển đại thừa dùng thể của niết bàn để hình dung nó. Thật ra đây là thể tánh. Chính là tự tánh. Vì sao không thể nói, vì sao không thể nghĩ? Vì nó không có hình tướng. Trong tịnh độ tông dùng thường tịch quan để hình dung Thường là diễn hàng bất biến Bất sanh bất diệt Tịch là thanh tịnh bất động Ngài Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Nói về thanh tịnh Câu thứ tư Ngài nói Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động Chính là bất động Xưa này chưa từng động là thanh tịnh Câu thứ hai là nói bất sanh bất diệt Toàn bộ là ngoại định thể của Niết Bàn Ngài còn nói câu thứ ba Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ trong thể này nó vốn là như vậy Nó tuy không có gì nhưng lại có tất cả Chỉ là nó không hiện ra Nó không hiện nhưng cái gì nó cũng có Trong Kim Pháp Hoa Đức Thế Tôn đem bổn tự cụ túc Nói ra một cách cụ thể Ngài nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai đây chính là đem câu đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ của ngài huệ năng nói ra một cách cụ thể nói đầy đủ điều gì đầy đủ trí tuệ đầy đủ đức năng đầy đủ tướng hảo nói vốn tự đầy đủ nhưng ba loại này trong tánh đức không tìm thấy năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không cách nào tiếp xúc được nó nó không phải hiện tượng vật chất nên không tiếp xúc được cũng không phải hiện tượng tự nhiên ta dùng tâm tư để nghĩ cũng không sao nghĩ được vì sao bởi nó không phải hiện tượng tinh thần tư tưởng của chúng ta đối với hiện tượng tinh thần có thể giới tới được nhãn nhị tỷ thiệt thần đối với hiện tượng vật chất có thể giới tới được nhưng nó không phải nó không có hiện tượng chúng ta đem toàn thể vũ trụ quy nạp thành ba loại lớn hiện tượng tự nhiên hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần nhưng nó không phải ba hiện tượng này nên khoa học không thể biết được Như vậy làm sao biết nó tồn tại Trong tin nói Duy chứng phương trì Chứng được cảnh giới đó Thì tự nhiên sẽ biết Sẽ thấu trị Chứng bằng cách nào Buông bỏ chứng ngại sẽ chứng được Nếu ba loại chứng ngại này không buông bỏ Thì vĩnh viễn không nhìn thấy nó Trừ bỏ các chương sẽ thấy được Sẽ nhìn thấy Giọng tưởng là khởi tâm đồng nghiệp Nói cách khác Không khởi tâm không đồng nghiệp Không phân biệt không chấp trước Sẽ nhìn thấy Không chấp trước là công phu thiền định của A-la-hán chính là cửu thứ đệ định gồm tứ thiền tứ vô sắc và diệt thọ tưởng định tứ thiền bát định không được trong tứ thiền bát định vẫn còn chấp trước hoàn toàn không chấp trước là định thứ chín gọi là Việc thọ tưởng định Định của Bồ Tát cao hơn A-la-hán rất nhiều Nhất là Đại Bồ Tát Định đến cứu cánh viên mã Gọi là tự tánh bổ định Trở về với tự tánh Chính là kiện tánh Chưa trở về với tự tánh Sẽ không nhìn thấy tánh Nên biết Tự tánh không phải vật chất Không phải tinh thần Cũng không phải hiện tượng tự nhiên Nó là bản thể Có thể sanh ra dạng pháp Vũ trụ do nó sanh ra Thân này của ta là nó sanh ra Trong Phật Pháp nói Thân của chính mình là chánh bảo Tất cả những thứ ngoài thân Đều gọi là y bảo Những thứ này giống như giấc mộng vậy Mọi người đều có kinh nghiệm nằm mộng Thử suy nghĩ xem lần nằm mộng nào không có mình trong đó Có ai có hiện tượng này Nằm mộng mà không có mình trong đó Như vậy không thể nằm mộng Trong mộng nhất định có ta Ta là chẳng bảo Trong mộng thấy rất nhiều người Đó là y báo của ta Đó không gọi là chẳng bảo Là do ý thức của ta biến hiện ra Trong cảnh mộng của tôi có quý vị trong cảnh mộng của quý vị có tôi Người nào có mộng của người đó Nên Chư Phật Bồ Tát Thấy rất rõ ràng Thấu trị Mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Tự làm tự chịu Nếu trách người khác Đó là sai hoàn toàn tất cả đều là do tự tâm biến hiện tất cả pháp từ tâm tưởng sanh không phải từ tâm tưởng người khác sanh ra từ tâm tưởng của chính mình sinh ra không liên quan đến người khác chúng ta cảm tạ phật bồ tát cảm ơn phật bồ tát chứ phật bồ tát nói cho ta nghe về chân tướng sự thật này ta mới quát nhiên đại ngộ chúng ta muốn đạt đến cảnh giới chư Phật bồ tát thì nên nghe lời, Trừ bỏ các chướng ngại, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông bỏ là kiến tánh, kiến tánh là cảnh giới như thế nào? vô ngại tự tại, không có chướng ngại, được đại tự tại. Vô ngại tự tại chính là thành Phật Chính là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật gọi là Đạo Đây là nghĩa thứ hai của Đạo Vẫn là nói con đường thành Phật Niết bàn vô danh luận diệt Là cuộn niết bàn vô danh luận Lão tự nói Danh khả danh phi thường danh Đạo khả đạo phi thường đạo Phu niết bàn chi danh đạo dạng Tịch miêu hư khoáng Bất khả dĩ hình danh đặc Di diệu vô tưởng Bất khả dĩ hữu tâm tri Ta cần phải làm thế nào để đạt được nó trừ bỏ hình và danh. hình là hình tượng không còn chấp trước Danh là tên gọi tất cả hiện tượng không còn chấp trước cũng không chấp trước vào danh từ thuộc ngữ danh từ thuộc ngữ là giả không phải thật Như vậy mới thật sự lãnh hội được ý nghĩa của bốn chữ Hình, miêu, hư, khoáng này Đây đều là hình dung từ Bất khả dĩ hữu tâm trì Tâm này là gì? Chân trừ do dự A là già mạt na ý thức đây là vọng tâm, vọng tâm không có cách nào biết được chân tâm. Buông bỏ vọng tâm thì chân tâm liền hiện tiền. Quý vị nên biết. Chúng ta bây giờ có thể cảm nhận được chính là ý niệm. Ý niệm là tâm khởi tác dụng. Có niệm, vọng niệm 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 đều là giọng niệm. Tâm mà chúng ta đang nghiên cứu kinh giáo có phải là giọng tâm chăng? Phải. Tâm niệm Phật A Di Đà có phải giọng tâm chăng? Phải. Vậy có thể thấy được chân tâm chăng? Được. Vì sao? Vì ta chỉ có nhất niệm. Khi niệm đến vô niệm sẽ nhìn thấy niệm mà không niệm đó là công phu đó là cảnh giới niệm đến vô niệm sẽ nhìn thấy có những lúc như vậy chăng có đôi lúc có nhưng không thể duy trì khi niệm phật có hiện tượng này khi tụng kinh cũng có hiện tượng này ngồi đây tụng kinh tụng đến lúc chuyên chủ sẽ có cảm giác gì cảm giác thân thể ta không còn nữa Tâm hoàn toàn chuyên chú vào kinh Chuyên chú vào câu Phật hiệu Niệm Phật trong chánh điện Phật Ngồi đó niệm Phật Nhưng hình như nửa thân dưới không còn Nửa thân trên có cảm giác Nhưng cảm giác không có nửa thân dưới Như vậy là mới khế nhập được một chút Khi cảm giác được tình hình thì hư vọng lại tăng trưởng cảnh giới liền mất đi cảnh giới này hiện tiền thì phải đối phó thế nào đừng quan tâm đến nó không nên để ý đến nó dần dần cảnh giới này sẽ kéo dài thời gian ra thật sự cảnh giới sẽ nâng cao thân thể này thế giới này chính là giả nó không phải là thật khi nhất tâm chuyên chú ta sẽ lãnh hội được dần dần sẽ hiểu rõ những lời đức phật dạy trong kinh không phải là mê tín mà là khoa học Thầy Phương Đông Mỹ suốt đời nghiên cứu Khi thầy tiếp xúc với Phật giáo khoảng 30 tuổi Ngoài 30 tuổi thì phải Bảy mươi chín tuổi ra đi Tôi hỏi thầy về nhân duyên học Phật thầy nói rất ngẫu nhiên thầy học ở nước ngoài tốt nghiệp tiến sĩ triết học ở mỹ thầy tốt nghiệp năm hai mươi mấy tuổi Rất trẻ Sau khi tốt nghiệp Thầy ở lại trường dạy học Hai mươi mấy tuổi đã trở thành giáo thọ Thành danh rất sớm Thời kỳ chiến tranh Thầy dạy ở trường đại học Trung ương Có lần thầy bệnh Bạn thầy kiến nghị Đến núi Nga My nghỉ dưỡng Núi Nga Mi là đạo tràng Phật giáo Cảnh rất ưu tịch Thầy rất thích nơi này Thầy dưỡng bệnh ở trong chùa Thầy nói thời đó giao thông khó khăn thông tin cũng khó khăn trên núi báo và tạp chí hoàn toàn không có chỉ có kinh phật người đọc sách luôn muốn xem sách không có gì xem chỉ có kinh phật thôi được thì xem kinh phật càng xem càng hay thích thú thầy thật sự hiểu được phát hiện trong kinh có vô lượng ý nghĩa rất di diệu từ đó về sau thầy kết duyên với kinh phật không ngày nào chẳng đọc kinh Phật Thầy hoàn toàn dùng quan điểm triết học để xem kinh Phật Nửa giai đoạn đầu Lúc tôi quen thầy là nửa giai đoạn đầu Coi như là nửa giai đoạn đầu Không phải nửa giai đoạn sau Thái độ của thầy là kinh Phật có triết học cũng có mê tín Triết học thì đúng là số một thế giới Nên triết học Phật giáo Là đỉnh cao của triết học Thầy nói Thầy nói với tôi thiền tâm, tướng tâm, pháp tướng duy thức tâm, tánh tâm Đều là triết học chân chánh Hoa nghiêm, thiên thai đều có một phần đặc biệt thầy rất thích kinh hoa nghiêm và thầy đã giới thiệu kinh hoa nghiêm cho tôi tôi cũng rất thích có thể trong quá khứ đã từng học qua nên tiếp xúc đến cảm thấy rất thích Khi thầy tuổi lớn Các môn thầy dạy ở trường Đều là kinh Phật Thật là hiếm có Thầy giảng một mục lớn Ở trường Đại học Đài Loan Giảng Phật học Đại Thừa Giảng Phật học Ngụy Tấn Phật học Tùy Đường Những mục lớn này sau đó ở Đại học Đài Loan nghỉ hưu Thì trường Đại học Phủ Nhân mời Thầy dạy trước học Hoa Nghiêm trong Khóa học của Tiến sĩ Thời gian về già ở các trường Đại học Thầy dạng bốn buộc lớn về Phật học Hơn hai mươi năm dạy ở trường toàn dạy về Phật học Đề mục thầy dạy luôn là triết học trong kinh Phật Đáng tiếc là Thầy ra đi hơi sớm Nếu thầy có thể sống thêm 10 năm Phật giáo Đài Loan chắc chắn thay đổi Sức ảnh hưởng của Thầy rất lớn Đến những năm cuối đời Đối với Phật Pháp Thầy đã hoàn toàn tiếp nhận Không còn nói Phật giáo có phần mê tín nữa Ngay trước còn nói trong đó có phần mê tín Về sau Thầy không còn quan niệm đó nữa Không nghe nói đến mê tín Càng nghiên cứu lại càng thấu trị Quý vị xem bây giờ chúng ta đã nghiên cứu 60 năm khi đó là thầy phương giới thiệu tôi nhờ học triết học mà vào đạo khi mới học cũng chịu ảnh hưởng của thầy cho rằng trong kinh phật có triết học tối cao nhưng cũng có một phần mê tín phần mê tín đó đừng học nó chuyên môn nghiên cứu phần triết học sau khi nghiên cứu sâu vào mới phát hiện phần mê tín đó không phải mê tín nó rất có đạo lý Càng nghiên cứu thấy càng có đạo lý Nên đã hoàn toàn tiếp thu Đặc biệt là Chương gia đại sư dạy Nên tìm hiểu về Đức Thế Tôn Hiểu về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Xem Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chỉ Là truyện ký của Đức Thế Tôn Đứng trên góc độ của giới học thuộc hiện nay Để nhìn về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì Ngài là người như thế nào? Ngài là nhà giáo dục Suốt một đời chăm lo cho giáo dục Hiện nay ở nước ngoài đề xưởng giáo dục văn hóa đa nguyên đối với xã hội Suốt cuộc đời Đức Thế Tôn thật sự là giáo dục cho xã hội về văn hóa đàn một cách bao la dạng tượng. Giáo dục phổ biến trong thế gian chính là giúp xã hội này an định ấm êm. Hóa giải xung đột, hóa giải thiên tai. Phần này là nói đến giáo dục phổ biến trong thế gian à, Nam nữ già trẻ Các ngành các nghề trên toàn thế giới đều nên học Nội dung là gì? Luân lý, đạo đức, nhân quả à, Như vậy xã hội mãi mãi an định cuộc sống nhân dân luôn luôn ấm êm hạnh phúc mỹ mãn nhưng có thiểu số họ tham cầu rất cao điều này vẫn không đáp ứng được họ trong phật pháp có triết học tối cao và khoa học tối cao có thể đáp ứng được tham muốn tri thức của chúng ta Thật sự có thể đưa ta đến Đại Bác Niết Bàn Đây là đỉnh cao của triết học và khoa học năm mươi năm gần đây khoa học tây phương phát triển đặc biệt là lượng tử lực học họ đã tìm được bản chất của vật chất nghĩa là nghiên cứu vật chất rốt cuộc là gì họ đã tìm ra vấn đề này Báo cáo nghiên cứu Hoàn toàn tương đồng với những gì Phật Pháp Đại Thừa nói Chứng minh Phật Pháp là khoa học Phật Pháp nói a La lại già Chính là lượng tử lực học hiện nay nhưng nói rõ ràng tường tận và thấu triệt hơn các nhà lượng tử lực học Nên Đức Thế Tùng là một nhà giáo dục lớn Điều này Ngay tiết học đầu tiên Thầy Phương dạy cho tôi đã đề cập đến Đức Thế Tôn là nhà giáo dục Vĩ đại nhất trên thế giới Ngài là vị thánh của triết học Ngài không phải là thần Cũng không phải là tiên Ngài là người như bao nhiêu con người khác những năm lại đây chúng ta không ngừng tìm tòi học hỏi giáo lý đại thừa rất nhiều chân tướng sự thật đã dùng khoa học để ứng chứng ngày càng rõ ràng ngày càng thấu trị hợp tập đối với cổ nhân tâm cung kính tâm tôn kính từ đây mà sanh ra họ thông minh hơn chúng ta chúng ta nếu ở thời đại của họ không thể có thành tựu như thế chúng ta ngày nay có thể nâng cao cảnh giới thật sự khoa học đã giúp đỡ một cách rất đắc lực sáu mươi năm trước khoa học không bàn định lý luận cao thâm trong phật học không bàn đến bây giờ đều thảo luận đến khiến chúng ta hiểu được nghĩa không trong nhà phật dạng pháp dai không phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh đều được các nhà lượng tử lực học chứng minh đức phật nói như vậy các nhà khoa học cũng nói như vậy chúng ta có tin hay không nếu thật sự tin thì có chịu buông bỏ không tự nhiên sẽ buông bỏ còn như chưa buông bỏ chưa buông bỏ là chưa tin tưởng như vậy phải làm sao tiếp tục học chỉ cần kiên trì học mười năm hai mươi năm sau tự nhiên sẽ buông bỏ cuộc đời tôi chính là đi theo con đường này nếu không phải quân tập suốt sáu mươi năm thì cũng không thể sáu mươi năm kiên trì không gián đoạn năm mươi ba năm giảng kinh dạy học người xưa cũng đã nói phương pháp học tập tốt nhất là dạy học vì sao nếu muốn dạy mà tự mình không hiểu thì làm sao dạy được nên chính mình phải hiểu rõ mới có thể truyền dạy cho người không làm là không được làm là thế nào trong khoa học gọi là thực nghiệm ta có thực nghiệm được khắc cố ghi tâm khi nói ra tự nhiên không giống nhau tự mình không có chứng nghiệm sâu sắc nói ra toàn bộ là của người khác đó là trong kinh nói như vậy Các bậc cổ nhân sẽ nói như vậy Chứ chính mình thì không có chứng nghiệm Mình phải làm mới có chứng nghiệm Chứng nghiệm này xưa nay thường có thể cảm động người khác Không có chứng nghiệm thì toàn dùng của người khác để nói Nói để người khác thích thú vui cười Nhưng một lúc là qua đi Không có cảm xúc Thật sự có chứng nghiệm Ngôn từ hơi mộc mà cũng không sao Nói không được hay Nhưng người nghe rất quá ít Vì sao? Vì đã nói ra từ nội tâm Là lời trong lòng Không phải nghe nói bậy bạ. Bà. Chúng ta tiếp tục xem ở sau Do Thượng Khả Tri Ở trên dẫn chứng những kinh luận này Chúng ta có thể biết Đạo giả không chỉ Niết Bàn chi lộ Hữu tức thị Niết Bàn giả Tổng thượng kinh luận Trú ư vô thượng chân chánh chi đà giả Chân chánh giả Chân thật vô sai giả Vô thượng giả Thử đạo cùng tánh tần lý Cố năng hữu năng quá chi giả Đại sĩ Giáo linh chúng sanh Chứng niết bàn bỉ ngàn An trụ niết bàn đạo quả Đại sĩ ở đây là chỉ cho Bồ Tát tu hành lục độ ba la mật họ thực sự thực hành thực sự tu lục độ ba la mật thực sự thực hành lục độ từ trong cử chỉ của mình để cảm hóa chúng sanh Bất thưởng thượng, thượng căn tiếp thu rất nhanh và liền thành tựu bậc trung và hạ căng quân tập thành hạt giống như thiện đạo đại sư nói mỗi người gặp duyên không giống nhau gặp duyên thù thắng thì trong đời này thành tựu gặp duyên kém hơn một chút thì làm chủng tử thiện căng cho đời kiếp sau Nhất định được độ Nên kinh văn trong phẩm kinh Tích công lũy đức này Đáng để chúng ta học tập Chúng ta không cần học toàn bộ chỉ cần vài câu một đoạn ngắn trong đó suốt một đời thực hành không gián đoạn thì lợi ích vô cùng đặc biệt là ứng dụng trong pháp môn niệm phật giúp chúng ta kiên định chánh niệm tăng thêm nguyện lực cho chúng ta quyết tâm cầu sanh tiền đồ như vậy thì làm gì có chuyện đời này không thành tựu chúng ta xem tiếp bên dưới hạ minh do ư như thượng chi thù thắng diệu đức Nhi cảm như hạ tăng thượng thắng quả đây là tu nhân chứng được quả. Chúng ta xem đoạn kinh văn ở dưới. Do thành như thị chư thiện căn cố. Sở sanh chi xứ Vô lượng bảo tàng Tự nhiên phát ứng Chúng ta đọc tiếp kinh văn Đoạn này đọc tiếp Hoặc di trưởng giả cư sĩ Hào tánh tôn quý Hoặc di sát lợi quốc dương Chuyển luân thành đế hoặc gì lục dục thiên chủ Nại chỉ phạm dương Đây là địa vị cao Trước là giàu có Đại phú Địa vị cao Ư ừ chư Phật sở Tôn trong cúng dường Dĩ tăng gián đoạn Như thị công đức Thuyết bất năng tận Diễn diện tu phước Nên phước báo của họ Đời đời kiếp kiếp Hưởng không bao giờ hết Đoạn này là nói Cảm quả Còn ở trước là nói về tu nhân Y theo nhân hành ở trước mà tu sẽ được quả báo như thế nào? Như thị chư thiền căn do thành như thị chư thiền căn. Đây là chị đoạn văn ở trước. Tích công lụy đức chi chủng chủng thiền căn thị di năng cảm. Chúng ta cần phải đặc biệt chú ý Vì sao? Ngày nay chúng ta ở trên mạng Tin tức Nghe được thông tin Hầu như đều là thiên tai Mà thiên tai còn rất nghiêm trọng Thiên tai từ đâu mà có Cũng là cảm ứng đến Nhân hành chúng ta bất thiện Dẫn đến quả như vậy Nếu chúng ta thực hành theo Đệ tử quy cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Bồ Tát lục độ ba la mật Chúng ta sẽ cảm được quả báo Như trong kinh nói. Hiện nay chúng ta đang tạo nhân gì Tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng tổn người lợi mình làm những việc ngũ nghịch thập ác như vậy cảm được quả báo gì toàn thị giới hỗn loạn tất cả thiên tai đều xuất hiện thiên tai tự nhiên nếu tra cứu nguyên nhân sâu xa của nó nguyên nhân căn bản thì nó có liên quan mật thiết đến tư tưởng ngôn hành của chúng ta điều này các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh Tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật Làm thí nghiệm về nước Chứng minh điều gì? Khoáng vật Nó bị ngôn hành tư tưởng của nhân loại Cảm ứng Chúng ta tâm thiện hành thiện Thì khoáng vật trở thành rất thiện Như ở đây nói sở sanh vì sự vô lượng bảo tạng tự nhiên phát ứng tâm hành chúng ta bất thiện thì vô lượng bảo tạng này đều biến thành đất đá nó đã biến chất giống là châu bảo kim ngân nay đã hoàn toàn biến chất sao lại biến chất Ý niệm chúng ta biến đổi Nên nó cũng biến theo Đây là trong kinh Phật nói Cảnh tùy tâm truyền quan cảnh vật chất Đĩa cầu Hệ Thái Dương Hệ Ngân Hà Đều thay đổi theo ý niệm của chúng ta Ý niệm chúng ta thiện thì nó thiện Không có thứ nào là bất thiện thiện đến cực điểm thì thế giới này trở thành thế giới cực lạc. Bớt thiện đến tận cùng thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Tinh cầu này sẽ nổ tung. Ngày xưa cho rằng những điều này là do tôn giáo mê tín nên nói vậy. Bây giờ giới khoa học đã khẳng định. Điều này là thật không phải giả Chúng ta không nên lơ là xem nhẹ Không thể không đoạn ác tu thiện Không thể không tích lũy công đức Nên lấy chủng chủng thiện căn Để cảm hóa Cảm tất hữu ứng quả tức thù nhân cảm là nhân ứng là quả báo thì cố pháp tạng bồ tát cảm đắc thắng quả thắng quả của ngài là thế giới cực lạ thế giới cực lạ là do tâm hành huân tịnh huân thiện của Phật A-di-đà cảm nên Đây là một thế giới mới Thời gian chưa dài Đức Phật nói Phật A-di-đà từ lúc tu hành từ khi thế giới cực lạc xuất hiện Đến nay mới có 10 kiếp 10 kiếp chúng ta thấy Thì thời gian rất dài Nhưng trong toàn thể vũ trụ Thì nó vô cùng ngắn ngủi Nói cách khác Nó là một đạo tràng mới hưng khởi Cung cấp để mọi người đến đó làm Phật Trái lại nếu không có tâm làm Phật Sẽ không đến đó được Điều kiện ở đó rất đơn giản Đức Thế Tôn nói Kim Di Đà Không thể thiếu thiện căn phước đức, nhân duyên Mà được sanh về cõi đó Ba điều kiện như vậy Phải có thiện căn phải có phước đức Phải có nhân duyên Đời này chúng ta có nhân duyên Nhân duyên nhất định đã gặp được Nhưng vấn đề chính là chúng ta có thiện căn hay không Có phước đức hay không giải thích đơn giản nhất thì thiện căn là gì thiện căn là có thể tin có thể lý giải tính là thiện căn phước đức là gì phước đức là thật sự hành trì hành chứng tính giải hành chứng hành chứng là phước đức là thực hành triệt đẩy Ba tư lương tính nguyện hạnh Của tịnh độ tâm Tính là thiện căn Nguyện hạnh là phước đức Đồng ý đi Và thật sự muốn đi Thật sự niệm Phật Và y giáo phụng hành Người này rất có phước Làm gì có chuyện không thành tựu Những bậc thánh hiền Trong lục đạo chúng sanh Pháp giới tứ thánh Có duyên thì không có ai không đồng ý đi Nên Bồ Tát Pháp Tạng cảm được quả rất thù thẳng Xanh xanh thể thị Sở xanh chi sự Quân đắc như hạ văn Sở đắc chi diệu quả Diệu quả câu đầu tiên là Hữu dân vô lượng bảo tàng Tự nhiên phát ứng Thế giới cực là Là một tinh hệ rất lớn Khu vực này vô cùng lớn Lớn hơn hệ mặt trời Và lớn hơn cả hệ ngân hà Chúng sanh trong mười phương thế giới Giảng sanh đến đó Thành tựu rất nhanh Tốt nghiệp là thành Phật Nên có rất nhiều người hoài nghi Chúng sanh trong mười phương thế giới Tất cả chư Phật đều khuyên đệ tử của họ Giảng sanh đến thế giới cực lạc Thế giới cực lạc đó có thể dùng chứa hết chăng Được không vấn đề gì Nên biết có người trong thế giới cực lạc Mỗi ngày đều đi học Đều giảng sanh rất nhiều Nhưng mỗi ngày người tốt nghiệp thành Phật cũng rất nhiều Ở đó cũng như trường học vậy Tốt nghiệp xong đều ra đi Học trò mới lại giàu Đây là điều mà chúng ta có thể tưởng tượng được Chứng được quả dị diệu giác Đều trở về thường tịch quan Không còn ở đó nữa Họ có còn không? Còn Ở đâu? Ở ngay hiện tiền Chỉ là lục căng chúng ta không tiếp xúc được Nhưng họ thật sự ở ngay trước mặt Chúng ta có cảm các ngài liền quả ứng Chúng ta kết duyên này với Phật A-di-đà Là đồng nghĩa cùng với tất cả như lai Vô lượng vô biên chư Phật kết duyên Nhờ phước của Phật A-di-đà Nếu không nhờ phước của Ngài Chúng ta làm sao có thể kết duyên Với tất cả chư Phật Bồ-Tát Và tất cả chúng sanh như vậy Quý vị nghĩ xem điều này Hạnh phúc biết bao Diệu quả đầu tiên Vô lượng bảo tạng Tự nhiên ứng phát Hai chữ phát ứng này nói rất hay Phát là phát sanh Ứng là cảm ứng Chỉ cần chúng ta khởi tâm động niệm là liền có cảm ứng Nếu tâm hành chúng ta bất thiện Thì rất phiền phức Phiền phức gì Đất chúng ta ở đây Đại địa này Ở dưới trống rỗng Rơi rạc lỏng lẻo Rất dễ xảy ra chuyện Xảy ra chuyện gì Chìm xuống dưới đáy biển Nếu chúng ta đều hành thật thiện Tâm địa thiện lương Thì nó rất chắc chắn Kết thành vật chất Vô cùng tưởng rằng là bảo tàng diễn diện sẽ không dao động ở đó rất an toàn chúng tôi tin chắc rằng cảnh tùy tâm chuyện không hề sai Thật sự như vậy Thiện có thiện quả Ác có ác bao Tự nhiên có cảm ứng Học giống tận hoàng nguyên quán Sẽ thấu triệt được đạo lý này Cảm ứng rất nhanh Cảm ứng rất mạnh liệt Thật không thể nghĩ bạn thiện nhân thiện quả ác nhân ác báo ở ngay trước mặt ngày nay thiên tai không ngừng như vậy có thể cứu gián chăng phật pháp đại thừa chắc chắn cứu được dùng điều gì để cứu chuyển đổi ý niệm là có thể cứu chúng ta không dùng lời của phật bồ tát mà dùng lời của các nhà khoa học Ông Bố Lai Đăng người Mỹ Ông dạy chúng ta làm sao đối phó Với lời dự đoán thiên tai Năm 2012 Ông ta nói Năm 2012 là cơ hội tốt Để toàn nhân loại Bỏ ác Thanh thiện Cải tà Quy chánh Tất cả mọi người nên đoan chánh Tâm niệm Khiến cho thế giới Đi đến phương hướng tốt hơn Câu này nếu dùng theo cách nói của chúng ta Là lời của Bồ Tát Bố Lai Đăng là Bồ Tát Ái Sanh không phải người phạm ông ta nói với lời phật dạy rất giống nhau không có chút sai biệt nào nếu nơi khu vực chúng ta ở mọi người đều nỗ lực làm như vậy chứng tỏ họ đã hiểu đã tin tưởng trong kim giao các bậc cổ nhân đã nói như vậy không phải giả dạ. chúng ta nỗ lực hành trì cải tà quỳ chậm đoạn ác tu thiện thì khu vực này sẽ không có thiên tai nếu không tin hoài nghi nó thì bệnh cổ thường tái phạm không sao thay đổi được nói cách khác thiên tai sẽ hiện tiền Cầu nguyện của tôn giáo Những Phật sự như tụng kinh bãi sáng Pháp hội trong nhà Phật Chúng ta đề khởi Phật sự tam thời hệ niệm Tôi nói với chư vị đây toàn là trị ngọn Không phải trị gốc Có thể giải bớt đau khổ tạm thời Nhưng không thể trị tận gốc được Đây là điều mà chúng ta không thể không biết à, Muốn thật sự quá giải thiên tai này Thì phải triệt để thực hành à, Phải, phải tin tưởng thánh hiền tìm. Phải tin tưởng chư Phật Bồ Tát Phải tin tưởng kinh điển của tôn giáo Thế giới này mới được cứu Nếu còn hoài nghi Còn coi thường Phê bên những điều đó Thì không sao tránh khỏi thiên tai Quả phúc dụng không có cửa vào Tất cả là do con người tự chiêu cảm nó Điều này chúng ta chẳng thể không biết Bảo tàng giả tiên chú Tiên chú là tác phẩm của cư sĩ Đình Phúc Bảo Là chú giải của Kim Vô Lượng Thọ Lũy tích trân bảo chi khổ tàng giả Bảo tàng Tàng là cái kho Trong kho đó chứa được những gì? Chứa châu bảo Diệu pháp năng tề chúng sanh chi khổ ách. Cố dĩ di dụ Phật dùng cái này để ví dụ Với diệu pháp mà như lai nói Kim vô lượng thọ là di dị diệu nhất trong các thứ di dị diệu Thật có thể Cứu tỷ khổ nạn cho chúng sanh Khổ ách là khổ nạn Dùng như vậy để ví dụ Nghĩa này chưa nói xong Mà đã hết giờ rồi Ngày mai chúng ta bắt đầu giảng tiếp từ câu này Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật